Thu tiền hơn 1.000 người qua chơi lừa bán xe máy nhập từ nước ngoài với giá rẻ. Các đối tượng Nguyễn Tiến Thành cùng Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh định thay đổi nơi ở để xóa dấu vết thì bị bắt. Trong năm 2023, nhóm Thành lập nhiều nhóm mua bán xe trên mạng xã hội, đăng ảnh xe máy Lít, Airblade hay là Yamaha. Giới thiệu là lô xe lướt từ nước ngoài, không có tờ khai hải quan nên giá rẻ một nửa so với thị trường và đã lừa được hơn 1.000 người mua. Theo mô tả, do thiếu giấy tờ nên giá giảm rất sâu, mỗi chiếc chỉ từ 20 đến 30 triệu đồng. Với mỗi bài đăng các đối tượng chạy quảng cáo nhằm tăng mức độ phổ biến để thu hút nhiều người. Khi có khách hỏi mua, bà đối tượng thay nhau đóng giả là đại diện nhà phân phối, nhân viên kho hàng, lái xe, người của hãng chuyển phát nhanh, liên tục gọi điện cập nhật tiến độ để yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Nhóm làm giả các tờ khai hải quan, phiếu xuất kho, đơn gửi hàng rồi gửi cho khách nhằm chứng minh việc mua bán vận chuyển là có thật. Nạn nhân sau khi chuyển gần hết tiền thì cái bị các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền. Cuối tháng 7, hồ sơ về đường dây được dựng đầy đủ. 20 cán bộ cảnh sát được huy động, đột kích căn hộ ở tầng thứ 13 của tòa trung cư tại quận Hoàng Mai, khống chế Thành và Thư. Riêng Tuấn Anh trốn về Hải Phòng, xong cũng bị một tổ công tác khác bắt giữ. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, Lực lượng quản lý thị trường ở Hà Nội ra quân kiểm tra 116 cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trên địa bàn. Có 116 doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán, sửa chữa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội là đối tượng của đợt kiểm tra này. Nội dung kiểm tra tập trung vào các khía cạnh như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh việc niêm yết giá, chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, quy định về đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và các quy định về thương mại điện tử. mục đích chính của kế hoạch kiểm tra là phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh vàng như kinh doanh vàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, vi phạm về giá. điều này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiếp dùng mà còn ổn định thị trường vàng, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại. Bảo vệ lợi ích quốc gia. Một trong những yêu cầu quan trọng của kế hoạch là hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tránh các biểu hiện phiền hà sách nhiễu đối với doanh nghiệp. Đồng thời các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong quá trình kiểm tra. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra cũng sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm định chất lượng. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời kiểm tra các quy định khác có liên quan nếu cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định nền kinh tế cần đạt tăng trưởng quý 3 từ 6,5 đến 7,4% nhằm tạo bản lề để hoàn thành và vượt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với mức tăng trưởng 6,5 đến 7%. Do đó, để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần dồn lực để tăng tốc đạt mục tiêu tăng trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các cấp ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả phát huy hơn nữa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, sự chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để giữ vững đà phục hồi của nền kinh tế, tạo bản lề để hoàn thành, đạt và vượt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Cùng với đó, Bộ trưởng cũng lưu ý các nhóm giải pháp như khẩn trương giả soát, quyết liệt tháo gỡ, xử lý ngay các khó khăn vướng mắc về thể chế pháp luật, thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định đây là động lực tạo bứt phá cho tăng trưởng những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp CM cho rằng khó khăn thách thức trong các tháng còn lại là rất lớn. Cụ thể kinh tế Việt Nam dường như bước vào giai đoạn mở rộng tăng trưởng so với tiềm năng trong nửa đầu năm 2024. Hay nói cách khác mức tăng trưởng tiềm năng của Việt Nam vẫn chậm được cải thiện do cải cách thể chế, môi trường kinh doanh và định hướng tăng năng suất lao động chưa tương xứng với kỳ vọng và yêu cầu đặt ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm, sai phạm mang tính hình sự, có thể khắc phục được theo kết luận thanh kiểm tra đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế để đưa vào khai thác. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan, giả soát các dự án địa mặt trời được nêu trong kết luận của thanh tra chính phủ và chuyển sang cơ quan điều tra. Phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm, sai phạm, mang tính hình sự, có thể khắc phục được theo kết luận thanh kiểm tra, và đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế để đưa vào khai thác. Về đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có dự án mô hình cụ thể, phương thức triển khai, từ đó xác định bài toán đặt ra cần giải quyết về hành lang pháp lý, điều tra khảo sát quy hoạch. Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các địa phương giả soát báo cáo cụ thể số lượng dự án nguồn điện bị chậm tiến độ, làm rõ những dự án nào xử lý được, những dự án nào chưa xử lý được, kiến nghị cấp thẩm quyền hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Đó, đó, đó. Tạp chí Forbes Việt Nam vừa vinh danh và trao giải cho 50 công ty niêm yết tốt nhất 2024 với sự xuất hiện những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực, đại diện tiêu biểu cho các ngành nghề kinh doanh và cũng là những tên tuổi đã niêm yết nhiều năm trên sàn chứng khoán như là Vinamilk, Vietjet, Petrolimex Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2023, đại diện cho ngành hàng không, Vietjet là doanh nghiệp xếp thứ 5 về doanh thu với 58.300 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng bền vững của hãng. Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam được bình chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, từ việc sơ loại theo các tiêu chí tài chính cơ bản Đến chấm điểm dựa trên các yếu tố tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2019 đến 2023. Ngoài ra Forbes cũng cân nhắc kỹ lưỡng về vị thế trong ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều thách thức, 6 tháng đầu năm 2024, Vietjet tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội với tổng doanh thu đạt 34.016 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 433% so với cùng kỳ, vượt 21% so với kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2024. Vietjet không ngừng tăng trưởng đội tàu và mở rộng mạng bay, dự kiến sẽ nhận thêm 10 tàu bay mới trong năm 2024. Với kế hoạch phát triển bền vững, mở rộng mạng bay khắp Việt Nam và quốc tế đến Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc và xa hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Với những ưu điểm vượt trội như năng suất thu hoạch cao, tỷ lệ thành công cao, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bạc Liêu tiếp tục chiếm ưu thế về sản lượng so với các mô hình khác. Hiện nay, sản lượng tôm nuôi siêu thâm canh đạt hơn 40.000 tấn, chiếm 30% tổng sản lượng nuôi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nuôi siêu thâm canh đang để lại những hệ lụy gây nguy hại cho môi trường đối với ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay. Trong thời gian qua, mô hình nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao có 12 công ty, đơn vị và hơn 900 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với diện tích nuôi hơn 4.000 ha, năng suất đạt từ 15 đến 16 tấn một ha. Theo đánh giá của ngành chức năng, mô hình nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đóng góp rất lớn vào sản lượng tôm của toàn tỉnh Bạc Liêu Hiện nay, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao này được người nuôi áp dụng hình thức nuôi theo 2 đến 3 giai đoạn để vừa quản lý tốt dịch bệnh trên tôm, theo dõi khả năng phát triển của tôm, vừa tiết kiệm được chi phí trong sản xuất. Chúng ta nuôi tôm ấy là cái sản lượng đầu tổ hàng năm nó sẽ có. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ cao này thì cái dịch bệnh của chúng ta nó hạn chế. Khi mà chúng ta thả con giống từ lúc thả giống cho đến khi mà cải tạo ao thì nó gặp rất là nhiều cái cái cái, cái thuận lợi cho bà con với ưu điểm năng suất cao thành công cao và lợi nhuận ổn định mô hình siêu thâm canh đã và đang có tác động tích cực vào sự phát triển nuôi trồng thủy sản của bạc liêu tuy nhiên nuôi siêu thâm canh đang để lại những hệ lụy gây nguy hại cho ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay nhất là tình trạng xa thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn quy định đang có chiều hướng gia tăng mình dùng một phát nạn chung rồi, tại vì liên quan tới mô hình xin lông canh bây giờ, đại đa số là người ta dùng cái cách là đưa ra ngoài môi trường, không qua xử lý trung gian nhiều. Đấy, thì nếu giả sử như để những cái mô hình đấy mà chưa có một cái gì biện pháp liên quan tới bảo vệ môi trường, đó, thì chắc chắn một thời gian là những cái cái mà cái mô hình khác đó, đều bị ảnh hưởng. Theo thống kê của ngành thủy sản, dù Bạc Liêu có hơn 4.000 hecta nuôi siêu thâm canh, nhưng diện tích nuôi có hệ thống xử lý chất thải chỉ mới đạt hơn 40%, khoảng 1.300 hecta. Để giảm thiểu tác hại đến môi trường nuôi, hiện nay các vùng nuôi tôm trọng điểm của Bạc Liêu đã và đang có nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến sự phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm trong việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường nhằm bắt buộc người nuôi phải đầu tư hệ thống xử lý chất thải trong nuôi siêu thâm canh, giảm thiểu tác động đến các vùng nuôi tôm về cái môi trường thì cái này thành phố đặc biệt quan tâm mà đặc biệt hơn nữa là trong cái sản xuất nuôi trồng thủy hải sản vì đây cái nguồn nước là cái điều kiện tiên quyết hàng đầu trong vấn đề mà duy trì đảm bảo hàng năm trong việc mà nuôi trồng để hỗ trợ người dân thì chúng tôi ưu tiên nạo vét những cái tiếng kinh bức xúc ưu tiên cho các xã nuôi tôm thâm canh bán thâm canh có thể nói nuôi tôm siêu thâm canh đang mang lại hiệu quả và đóng góp sản lượng nuôi tôm khá lớn cho địa phương tuy nhiên những hệ lụy về ô nhiễm nguồn nước dịch bệnh lan rộng đã và đang trở thành mối đe dọa lớn ảnh hưởng đến ngành nuôi tùng